Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh để cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Prius ở thời điểm tháng 3 năm 2024 mới được nhà máy giảm giá nhất cả 3 phiên bản. Thì chi tiết giá các phiên bản như sau và lăn bánh như thế nào. Trong khi đi xung quanh về xe, em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản rẻ nhất, phiên bản 1.5 EMT thì có giá niêm yết sau giảm từ 479 còn 458 triệu. Ngoài ra còn được nhà máy đại lý hỗ trợ thêm 9 triệu tiền mặt và có phụ kiện nữa. Thì đối với cái ưu đãi bên trên thì anh chị đăng ký xong với cái số tiền nó sẽ rơi vào khoảng 500 triệu. Và phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5 e CVT thì sẽ có giá niêm yết là sau giảm từ 528 còn 588 triệu, người đã giảm 40 triệu tiền mặt. Và ngoài ra còn được đại lý hỗ trợ thêm 5 triệu tiền mặt và có phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị đăng ký xong xuôi sẽ cần khoảng số tiền 537 triệu để lăn bánh chiếc xe bản V ra. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 156 triệu. Phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mắt chúng tôi đây, phiên bản cao cấp nhất 1.5G thì sẽ có giá niêm yết giảm từ 592 còn 545 triệu, gọi là giảm 47 triệu tiền mặt. Và ngoài ra thì được đại lý hỗ trợ thêm 10 triệu tiền mặt nữa và gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi cực lớn bên trên thì hiện tại bây giờ anh chị lăn bánh số tiền chỉ có là 595 triệu thôi, xe 2024. Và so với cả thời điểm trước thì anh chị gần như được hỗ trợ đến hơn 100% thuế trước bạ. Giá niêm yết ngày xưa là 592 và bây giờ lăn bánh là 595 triệu thì là một cái mức giá rất là hợp lý để anh chị tiếp cận cũng như là lấy chiếc xe Toyota Prius G này rồi. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về tổng quan giá bán, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn chiếc xe Toyota Prius này. Thì với cái cập nhật mới là được nâng cấp lên cái mặt ca lăng, có người khen có người chê, tuy nhiên thì chắc chắn là trông sẽ hiện đại hơn trước rất nhiều. Và được trang bị thêm là logo của radar, có trang bị tính năng là Toyota Safety Sense, có cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, có cruise control và sử dụng đèn bi LED trên cả 3 phiên bản. Đặc biệt là cái thông tin là cả 3 phiên bản đều được trang bị là đèn bi LED, đèn có hai cảm biến trước, có cảnh báo 4 cảm biến sau và có đèn sương mù dạng LED, la răng dạng phay xước 15 inch được trang bị tiêu chuẩn trên cả 4 phiên bản. La răng 15 này, tay nắm cửa dạng chrome và có nút thông minh của phiên bản G, còn hai phiên bản kia thì sẽ không được trang bị. Phía sau thì được trang bị là 4 cảm biến ở phía sau và cam lùi theo xe. Cam lùi thì trang bị trên cả 3 phiên bản, còn bản G này thì sẽ có 4 cảm biến. Ở phần nội thất của xe thì sẽ được trang bị là nội thất màu đen, có nổi bật là ghế của bản G có dạng thể thao và sử dụng là độc lỗ, chất lượng da rất là cao. Ở phần trước mặt người lái thì phần vô lăng sẽ thể hiện những gì? Có cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm, có đèn tự động, có lệnh chuyển số sau vô lăng, có cụm điều khiển của màn hình đa thông tin này, màn hình giải trí, rồi cruise control ở đây, màn hình 10.1 inch rất là lớn, có Apple CarPlay không? Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa thì sử dụng là điều hòa tự động, cho ra cái hiệu năng làm mát rất là tốt. Hàng ghế thứ hai của xe cũng rất là rộng rãi. Trang bị màu đen này thì nó sạch hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Và một cái đặc biệt em thấy cũng khá để đáng lưu tâm giữa các phiên bản là chiếc xe bản G này sẽ được sử dụng là 6 loa và 7 cảm biến, khác biệt hẳn so với phiên bản E. Vâng, và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Prius thời điểm tháng 3 năm 2024. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác hay liên hệ đặt xe thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.